Ngọc Anh xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn cho các bản tin nóng nhất có trong ngày. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Tụ tập đánh bài trả tiền nước, 5 công nhân bị xử phạt gần 70 triệu đồng. Bất chấp quy định phòng chống dịch COVID-19, 5 người tại phường Trảng Dài Biên Hòa Đồng Nai khai nhận là công nhân thuê trọ. Chiều mùng 5 tháng 9 rủ nhau tụ tập trong một phòng để đánh bài tiến lên, ai thua trả tiền nước. Tin từ công an phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết, tối mùng 5 tháng 9 đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 công nhân với mức phạt 15 triệu đồng một người vì đã tụ tập đánh bài trong nhà trọ, bất chấp quy định phòng chống dịch. Trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc công an đang đi kiểm tra hành chính đã phát hiện nhóm người trên đang tụ tập đánh bài tại dãy nhà trọ thuộc khu phố 4B. 5 người gồm có NHT 24 tuổi ngụ Đồng Nai, NVB 17 tuổi ngụ Bình Định, CMC 37 tuổi ngụ Thanh Hóa, PVT 26 tuổi ngụ Thanh Hóa và NTDH 29 tuổi ngụ Đồng Nai đã bị lập biên bản xử phạt với số tiền tổng cộng là 67,5 triệu đồng. Trong đó 4 người trên 18 tuổi bị xử phạt 60 triệu đồng, 15 triệu đồng một người, trường hợp 17 tuổi bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Làm việc với công an, nhóm 5 người khai nhận là công nhân thuê trọng, Chiều mùng 5 tháng 9, cả nhóm qua một trong những phòng trọ trong dãy trọ cùng đánh bài tiến lên, ai thua trả tiền nước. Hành vi vi phạm của 5 người đã bị công an bắt quả tăng. Tại Đồng Nai, những ngày qua, nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Cụ thể, ngày 25 tháng 8, 5 người ngang nhiên tụ tập ăn nhậu trong khu vực phong tỏa cũng tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa đã bị phạt 75 triệu đồng. Trước đó, ngày 4 tháng 8, 6 người tụ tập ăn nhậu ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất bị phạt 90 triệu đồng. Tại thành phố Long Khánh, ngày 31 tháng 7, 8 người là công nhân, phụ hồ tụ tập ăn nhậu bị xử phạt tổng cộng 16 triệu đồng. Riêng tại phường Trảng Dài, thời gian qua lực lượng chức năng còn liên tục phát hiện xử phạt rất nhiều trường hợp đi tập thể dục bất chấp quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngày 29 tháng 8, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 14 người đi tập thể dục vi phạm quy định với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Ngày 9 và 10 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Trảng Giải cũng xử phạt gần 40 trường hợp với lỗi tương tự, mỗi người 2 triệu đồng. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.